Các việc sau đây đã được tiến hành. Gặp gỡ các đại diện những người kỳ đơn vào ngày 20 tháng 3 năm 2023 tại phòng hồi tòa giám mục. Gặp gỡ cha xứ, cha phó, hội đồng mục vụ, trưởng phụ huynh, trưởng phụ nữ giáo xứ trại gáo vào ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại phòng hồi tòa giám mục gặp gỡ cha An Tôn Hoàng Đức Luyến bề trên Hiệp hội Thánh An Tôn Padova vào ngày 30 tháng 3 năm 2023 tại văn phòng tòa giám mục thị sát đất tại trại gạo vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 2023 trao đổi qua điện thoại với cha An Tôn Nguyễn Đình Thăng cha xứ giáo sứ Rú Đất nguyên cha xứ giáo sứ Mỹ Yên quản nhiệm Đền Thánh An Tôn tại Trại Gáo vào ngày 16 tháng 4 năm 2023 gặp gỡ chung các bên liên quan vào ngày 24 tháng 4 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phần. Cuộc gặp gỡ đại diện những người ký đơn vào ngày mùng 3 tháng 5 năm 2023 tại phòng hồi tòa giám mục sau quá trình tìm hiểu và thu thập thông tin những về những vấn đề liên quan được làm sáng tỏ như sau. Thứ nhất, ba lô đất ở khu vực tái định cư. Để thực hiện dự án mở rộng khuôn viên trung tâm hành hương trải gáo như hiện nay, cần phải di rời 18 hộ gia đình. Tòa giám mục và cha xứ đã vận động anh An Tôn Nguyễn Sĩ Nhật trải gáo nhường lại một thửa đất làm khu tái định cư cho 18 hồ nói trên. Nhà nước đã chấp thuận việc phân chia thửa đất đó ra 18 lô để tòa giám mục đấu giá theo quy định nhà nước cho mỗi hồ một lô. Tuy nhiên, trong 18 hồ, có 3 hồ không đồng tình di rời tới khu tái định cư, nhưng tới nơi khác gồm ông Nghi, ông Minh và ông Hiếu Cha An Tôn Nguyễn Đình Thăng đã mua đất, mua vật liệu, thuê thờ xây nhà cho họ. Để thực hiện các việc đó, cha An Tôn đã sử dụng nguồn thu của Đền Thánh, quỷ giáo phần và phần đóng góp cá nhân của Ngài, không sử dụng nguồn kinh phí của giáo sứ trải Gáo. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, nhà nước cấp bìa cho tất cả 18 lô đất. 15 hồ đồng ý di rời ra khu vực tái định cư đã nhận bìa. Ba bìa còn lại được lưu giữ tại Trại Gáo. Ngày mùng 6 tháng 4 năm 2021, giáo sứ Trại Gáo bàn giao 3 bìa đất đó cho tòa giám mục. Vì trước đây việc tiến hành các thủ tục với nhà nước và tiền đấu giá các lô đất Đều do tòa giám mục lo liều Ngày 23 tháng 4 năm 2021 Khi cần tiền để lo các công việc chung giáo phần Đặc biệt để xây dựng trung tâm mục vụ giáo phần Cha quản lý giáo phần Thông qua đức giám mục giáo phần Đã bán 3 lô đất đó Với tổng số tiền 2 tỷ 220 triệu Tất cả số tiền này đã được đưa vào quỷ chung của giáo phần. Hai, bốn lô đất bán cho người dân và con đường đi qua khuôn viên đền thánh. Cha Du Xe Nguyễn Văn Hiểu, cha sứ đương nhiệm giáo sứ Trầy Gáo và anh em con cháu của Ngài đã mua một thửa đất của gia đình ông bà Điền Thủy sau khi mua những người mua đã chia thửa đất đó làm bốn lô và bán thửa đất này không phải đất của đền thánh nó nằm ngoài khuôn viên đền thánh còn cách một vườn người dân à, cũng chính là vườn của ông bà điền thủy đang ở nữa mới tới đất đền thánh về con đường xưa đã từng có một con đường đi qua khuôn viên trung tâm hành hương trong quá trình quy hoạch quy hoạch lại khuôn viên con đường ở vị trí hiện tại được thiết kế thay thế con đường đó đây là con đường hoàn toàn thuộc đất đền thánh trước đây nó chỉ là con đường đất vào tháng 3 năm 2022 cha xứ và giáo xứ trại gáo đã đổ bê tông sau khi được đổ bê tông con đường trở nên sạch sẽ thuận lợi cho việc đi lại hơn. 3. Đất nhường cho Hiệp hội Thánh An Tôn Padova. Để đáp ứng nhu cầu phục vụ các sinh hoạt tại Trung tâm Hành hương Thánh An Tôn tại Trại Gáo và phục vụ thiền ích thiêng liêng của các khách hành hương, sự hiện diện của một hồi dòng, của một dòng tu tại đây được coi là cần thiết vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018, Đức cha Lô Nguyễn Thái Hợp đã gửi thư mời dòng Clara về hiền diện và phục vụ tại trung tâm hành hương. Tuy nhiên, thay vì nhận lời về trải gáo, dòng đã tròn về hiền diện tại giáo xứ Phú Xuân thuộc giáo hạt Phủ Quy. Sau khi dòng Clara từ chối, sẽ thấy Hiệp hội Thánh An Tôn giáo phần Vinh phù hợp cho việc phục vụ tại Trung tâm Hành Hương. Đức Giám mục giáo phần đã mời Hiệp hội về hiền diện ở đó. Sau khi bàn bạc với Hội đồng Kinh tế giáo phần ngày 12 tháng 3 năm 2022, Đức Giám mục đã ban hành văn bản nhường lại cho Hiệp hội Thánh An Tôn Padova 5.000 mét vuông đất để làm nơi sinh hoạt cho cộng đoàn và phục vụ trung tâm hành hương mảnh đất này nằm ở tần cùng phía tây nam khuôn viên đền thánh thuộc bìa đất đền thánh cha bể trên an tôn hoàng đức luyến và hiệp hội thánh an tôn đã đón nhận văn bản của đức giám mục giáo phần và thực hiện theo các chỉ dần trong đó sau khi bàn thảo với hội đồng kinh tế giáo phần Hiệp hội đồng ý trao cho giáo phần 10 tỷ đồng Ngày 16 tháng 3 năm 2022 Và ngày 30 tháng 3 năm 2022 Thầy quản lý hiệp hội đã bàn giao cho cha quản lý giáo phần 2 tỷ đồng Cha quản lý đã nhận tiền và đưa vào quỷ chung giáo phần Thông tin cho rằng cha An Tôn Hoàng Đức Luyến lại cắt 2.000 rưỡi mét vuông để phân lô bán nền cho các cá nhân thu lời theo thị trường chỉ là tin đồn sự thật là không tìm thấy chứng cứ chứng minh rõ ràng việc cha bể trên và hiệp hội Thánh An tôn Padova bán đất đại nhận từ tòa giám mục cho đến nay hiệp hội chưa làm gì trên thửa đất đó nhận thấy việc tiến hành xây dựng cộng đoàn tại thửa đất 5.000 m2 không thuận lợi nên cha bể trên và hiệp hội thánh an tôn padova đã có văn bản trả lại toàn bộ đất cho giáo phần giáo phần cũng đã hoàn trả lại 2 tỷ đồng cho hiệp hội 4. đất bài đầu xe đất đó khoảng 20.000 m2 thuộc lại loài đất 64 và đất 5% do giáo dân, giáo sứ Trầy Gáo và giáo sứ Thanh Sơn dân cúng được chia làm 3 khu vực. Khu vực phía Bắc, dạp giáo sứ Thanh Sơn chưa có xây dựng gì mới, chỉ có một nhà văn hóa xóm cụ. Khu vực ở giữa đã xây tường bao quanh một phần và khu vực phía Nam trong khu vực này có một thửa đất, có một phần đất với diện tích 7.728,8 m2 đã được chính quyền cấp bìa sử dụng ký ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023. Ngoài ra còn có một nhà văn hóa xóm cụ và một sân bóng đá. Trên phần đất có bìa, giáo sứ đã xây móng trường mầm non và khu vực vệ sinh công cộng ở sát bờ phía đông nay đã tạm dừng thi công. Việc xây dựng trường mầm non này đã được bàn bạc và thông qua toàn dân trong cuộc họp khai hà giáo sứ đầu năm vào ngày 27 tháng Giêng năm 2023, tức là ngày mùng 6 Tết Quý Mão. Thông tin cha Du Xe Nguyễn Văn Hiểu đã có ý đã có ý định chia làm ba phần một phần bán cho dòng chúa cứu đồ năm nghìn bảy trăm hai mươi tám tám mét vuông với số tiền ước tính khoảng hai mươi hai tỷ đồng là tin đồn cũng vậy thông tin phần còn lại không có kế hoạch làm giấy quyền sử dụng đất cho giáo sứ mục đích là phân lô bán nền vậy giáo sứ không có quyền lợi trên phần đất này là không có chứng cứ xác thực. Tóm lại, không có chứng cứ chứng minh rõ ràng việc cha sứ giáo sứ trai gáo giao dịch mua bán hay chuyển nhường đất tại bài đầu xe cho dòng chúa cứu đồ hoặc cho ai khác. Năm, có việc khủng bố người ký đơn không? Sau khi biết nội dung đơn kiến nghị và những người ký vào đơn. Ông vì trưởng phụ huynh xứ đã đến gặp một số người như chị Hương, anh Thì, anh Lời, anh Huấn, vân vân và nói với họ bây không biết chi tại sao lại ký và bảo họ đi xin lỗi cha xứ. Ông làm vậy vì thấy những điều trình bày trong đơn không đúng sự thật. Sự thật là không có bằng chứng chứng minh được cha xứ cho người đi hăm dò ai vì đã ký vào đơn. Ngoài ra, trong danh sách ký đơn có những người không ở nhà hoặc không tự ký nhưng được người nhà ký thay. Trên đây là những thông tin đã được kiểm chứng. Làm tại tòa giám mục xã Đoài ngày mùng 9 tháng 5 năm 2023.